Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Họ xin giới thiệu đến cả nhà lô đất Mạnh Tiền, đường Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đường trước lô đất hiện tại nó là đường 30m, đường vào khu đô thị Vạn Phúc, sát với lại Mạnh Tiền đường quốc lộ 13, ngay cổng Vạn Phúc và ngay Mạnh Tiền đường Đinh Thị Thi. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 4m, dài 16.2m, diện tích công nhận nó là 64.6m, gần 65m. Khu vực sắp được triển khai sau này là đường Đinh Thị Thi này sẽ được triển khai làm phố đi bộ của thành phố Thủ Đức. Từ vị trí lô đất của mình vào tới khu đô thị Vạn Phúc là tầm 200m. Ra mặt tiền đường quốc lộ 13 này thì 70m. Về lại cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, Đại học Luật, nhà thờ Fatima, bến xe miền Đông cũ, từ 3 đến 5 phút di chuyển thuận tiện đi đến tất cả những vị trí xung quanh. Về sân bay tầm 15 phút, phù hợp cho quý khách hàng và các nhà đầu tư mua làm mặt bằng kinh doanh, mở văn phòng công ty này, xây cho thuê này, vân vân. Sát với lại khu văn phòng chính phủ, hẻm 389. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Họ 0902669004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh bất động sản Mộc Họ Real để đón nhận cho mình thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất. Hiện tại thì lô đất này đang được cho thuê để mở quán, ký hợp đồng dài hạn 2 năm, 14 triệu tháng. Xin nhắc lại là bán lô đất mặt tiền đường Đinh Thị Thi 30m, đường rộng 30m này. Diện tích lô đất của mình đó là ngang 4, dài 16.2, diện tích công nhận đó là 64.6m, gần 65m, full thổ cư. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip sản phẩm tiếp theo ạ.